Vâng, ngày hôm nay em Việt mang tới cho các bác với một mẫu xe siêu phẩm với công nghệ gần như đến từ tương lai. Ở thời điểm bây giờ thì chúng ta thấy công nghệ này có thể là rất là quen thuộc cũng như là phổ biến. Nhưng ở thời điểm chiếc xe này ra mắt thì gần như trên thế giới không nhiều mẫu xe. Các bác nhé, không nhiều mẫu xe nó được trang bị cái công nghệ động cơ tiên tiến nhất này, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, êm ái vô cùng. Thì các bác có thể thấy đây là cái mô hình động cơ của chiếc xe. Thì chúng ta sẽ có một cái động cơ xăng truyền thống nhưng mà nó có thêm cho chúng ta với một cái motor sử dụng pin nhiên liệu đấy. Và các bác có thể thấy này, đó, đây là pin nhiên liệu nhá. Và nó sẽ cung cấp năng lượng cho cái motor điện này, kết hợp giữa hai cái động cơ lại với nhau. Và khi mà các anh chị chúng ta nổ máy hoặc là các bác chạy dưới tốc độ là khoảng 40 km/h chẳng hạn, thì chủ yếu là chiếc xe này sử dụng năng lượng từ pin. Và các bác sẽ cảm thấy cái độ êm ái, độ tĩnh lặng của chiếc xe thực sự gần như ở mức hoàn hảo. Nó giống như là xe điện bây giờ vậy. Còn khi mà các anh chị chúng ta di chuyển lên trên cái tốc độ đó thì bắt đầu là cái khối động cơ xăng nó sẽ bắt đầu hoạt kích hoạt. Đấy, và nó sẽ giúp tăng cái chuyển động cho chiếc xe này. Và khi mới để có thể sở hữu cho mình một chiếc xe gần như là đi trước thời đại và đến từ tương lai này, thì các chủ nhân cũng phải bỏ ra cho mình một cái mức giá lên tới 45 tỷ đồng. Nhưng ngày hôm nay em Việt đang có ở đây với một chiếc xe mà còn rất là chất lượng nhá, nguyên zin nguyên bản, cam kết với các bác là không một lỗi nhỏ, kể cả pin. Những cái mức giá để chúng ta có thể sở hữu cho mình được chiếc xe xịn sò đẳng cấp này thì nó lại rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, và các anh chị có thể thấy, và một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Lexus, một trong những thương hiệu được phát triển bởi Toyota Nhật Bản. Và đây là một trong những thương hiệu mà các bác có thể thấy là độ sang trọng, độ đẳng cấp, có thể đứng ngang hàng với những chiếc Merc, BMW hay Audi của Đức. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe này nó như thế nào? Thì em Việt mời các bác chúng ta dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể về một chiếc xe sử dụng động cơ xăng lai điện hybrid. Và các anh chị để thấy em đang nổ máy đấy, nhưng mà đây là khi chúng ta chưa đi thì nó sẽ sử dụng chủ yếu là năng lượng từ pin. Và các bác thấy là gần như rất tĩnh lặng, êm ái vô cùng luôn nhá. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng hãng các bác này. Đấy, chủ nhân chăm chút rất là kỹ lưỡng nhá, toàn vào Toyota để bảo dưỡng thôi. Đấy, và chúng ta thấy là đương nhiên là với một chiếc xe tiền tỷ thì nó sẽ sử dụng rất là nhiều những vật liệu cao cấp. Toàn bộ vô lăng được ốp gỗ và bọc da nhá. Đấy, chúng ta có tăng giảm âm lượng này. Đấy, chúng ta có nghe thoại rảnh tay. Được chưa ạ? Có lấy ga tự động Cruncho. Và xe này của em thì các bác thấy là mức công tơ mét hiện tại của nó thì mới dừng ở mức là 12 vạn chuẩn nhá. 12 vạn chuẩn. Đấy, và anh chị thấy là bên này chúng ta ngoài chúng ta có một cái cụm đồng hồ này để các anh chị thấy là khi mà chúng ta sạc pin hay mức năng lượng của cái pin thì nó hiển thị ở đây nhá. Đấy, nhiệt độ này, xăng này và đồng hồ công tơ mét. Được chưa ạ? Nó khác một chút xíu so với những chiếc xe sử dụng động cơ xăng thông thường. Đấy, con này có cả cảm biến áp suất lốp nữa này. Đó, rất là nhiều tính năng và công nghệ ở trên chiếc xe này. Gần như là nó hội tụ những gì tinh hoa nhất của Toyota ở cái thời điểm đó. Và chiếc xe này thì được trang bị hai ghế trước đều là ghế chỉnh điện nhá. Đó, các bác nhìn cho em. Đấy, và trên này thì anh chị chúng ta sẽ có nhớ ba vị trí ghế lái này. Toàn bộ các khu vực viền phím bấm thì các bác có thấy đều được ốp gỗ sang trọng. Đấy, gương kính chỉnh điện, gập gương. Như các anh chị nhìn cho em, những cái vật liệu cao cấp của Lexus theo thời gian mà nó vẫn đẹp như này. Và đây các bác có thể thấy này. Đấy, những cái tiêu chuẩn chất lượng, những cái tem mác các bác có thể thấy nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, tất cả từng đốc nhé. Con này thì em Việt cam kết với các bác là không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích gập nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các bác chúng ta có thể dễ dàng sang tên đổi chủ. Đấy, và các bác có thể thấy xe được trang bị cả cốp điện này, các chi tiết nhựa bộ kem, các bác thấy chủ nhân cũ giữ rất là sạch đẹp luôn nhé. Trên này thì là các cái chi tiết nhựa mềm, chúng ta ấn vào nó sẽ có độ lõm, điều này nó sẽ giúp giảm cái khả năng tiếng động cơ nó vọng vào bên trong. Đấy, và khi các chị thể đếm lúc thì đây, khi mà pin mà nó yếu đi một cái, các bác thấy là động cơ xăng nó sẽ hoạt động và nó truyền lại cái năng lượng cho cục pin và nó sạc mà. Đấy, là giống như là sạc pin vậy. Khu vực cần số đặc trưng của chiếc xe này, và các bác thấy nó còn mới chưa ạ, từ củ số này. Đấy, ốp gỗ bọc da cao cấp nhá. Và kể cả những phím bấm ở đây, các bác nhìn này, ổ đĩa đầu 6 đĩa CD. Đó, rất là đẳng cấp. Đề nổ start stop có này, đồng hồ hiển thị giờ này. Và hệ thống các chi tiết các bác có thể nhìn cho em còn rất mới luôn nhá. Và đây, đấy, chúng ta còn có một cái rất là tiên tiến, nó giống như là cái con trỏ chuột máy tính đấy các anh chị ạ. Đấy, các bác có thể di chuyển đây này. Đấy, và enter nhá. Đấy, enter ở đây. Và các bác nhìn này, các chi tiết này đều là gỗ cao cấp đúng không ạ? Và chúng ta còn có sưởi. Đấy, sưởi và làm mát hai ghế đằng trước này.
Đấy, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt nhá. Có cửa nóc này, gương chiếu hậu là chống chói tự động các bác này. Từng cái tem mác các bác nhìn giùm em. Đây, vẫn còn nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhá. Trần cực kỳ là sạch đẹp, không có từ gì để chê luôn. Đấy, và nội thất thì quá yêu luôn. Và đương nhiên rồi, anh em Việt cam kết với các bác là từng cái tem mác này, từ nóc bản lề này, từ cái móc khóa. Đây các bác nhìn này, con này là bản nhập Nhật nhá, sản xuất tại Nhật, các anh chị nhìn giùm em này. Đây, tem mác đầy đủ hết nhá. Đó, nguyên zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z. Quá ok rồi đúng không ạ? Vâng, để có thể sở hữu cái siêu phẩm công nghệ này ở thời điểm hiện tại thì cái mức giá của chúng ta thấy là khá là rẻ. Vâng, khá là rẻ các bạn. Nhưng mà thực sự là ngồi lên cầm lái và trải nghiệm xe này thì chúng ta vẫn thấy những cái giá trị đấy mà nó mang lại cho chúng ta. Vậy thì tiếp tục đi về với hàng ghế thứ hai. Thì quý anh chị chúng ta có thể thấy là đằng sau này thì chúng ta có một cái không gian nội thất cũng rất là xịn sò và tiện nghi, với hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau nhá. Đấy, ở đây thì các bạn có thể thấy cái nội thất ghế da của nó này, đẹp long lanh luôn, ở giữa đục lỗ thông hơi nhá. Đó, và phía sau này các anh chị chúng ta có cửa gió điều hòa này, có cổng cắm sạc này, cổng cắm tai nghe này. Đó, anh chị thấy rất là nhiều công nghệ đúng không ạ? Và đây, kể cả cái lưng ghế các bác nhìn cho em này. Đấy, khay để đồ này. Vâng, quá ok luôn. Với một chiếc xe đến từ thương hiệu Lexus, và các bác nhìn cho em từ cái móc khóa này. Đấy, tem mác đầy đủ hết nhá. Vẫn còn nguyên zin nguyên bản như vậy. Đấy, tablo tapi thì gần như là không một tì vết luôn các bạn. Đây, không một tì vết luôn. Quá đẹp. Đấy, các bạn nhìn cho em này. Vâng, đó là nội thất. Còn bây giờ thì em sẽ mở cho các bác cái cốp. Vâng, đây, còn này thì các bạn chị nhìn cho em này. Các bác nhìn thấy chiếc xe nào mà chủ nhân cũ của ta giữ nó sạch đẹp như này chưa? Từ cái nỉ này, không tí vết bẩn nữa luôn. Đấy, đây, cạnh này nhá, chúng ta có loa này. Đấy, đèn cốp này. Được chưa? Đây, các bác nhìn cho em, nó mới đến mức độ như này. Cái này là cái bắt biển số nhá, thì em đang bỏ ra. Đấy, phía dưới này chúng ta có lốp dự phòng nhá, đồ đạc kích thay thế, tất cả còn nguyên zin nguyên bản hết này. Đó, và đây các bác nhìn này, tất cả từng cái tem mác này, mã số, mã vạch. Đấy, từng con ốc này, nó vẫn đẹp long lanh như này. Không có tì vết gì luôn các bác. Này, tem mác đầy đủ hết này. À, cốp này là cốp đóng điện. Đấy, các bác ấn một nút thôi. Đấy, thì các bác sẽ thấy là nó sẽ đóng lại như vậy. Đó, rất êm ái. Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Vâng, vậy thì chiếc xe mà em Việt muốn giới thiệu với các bác trong ngày hôm nay đó chính là một chiếc Lexus RX450H, một trong những chiếc SUV gầm cao hạng sang, có thể nói là được ưa thích nhất tại thị trường Việt Nam. Đấy, và như em nói là cái phiên bản này thì nó sẽ được trang bị một khối động cơ pin kết hợp với động cơ V6 3.5 truyền thống. Đấy, vâng, và mang lại cho chúng ta một cái khả năng vận hành vừa yên tĩnh, vừa êm ái, mượt mà lại còn tiết kiệm nhiên liệu. Và các anh chị thấy là với phiên bản hybrid thì nó sẽ có cái logo ánh xanh này nhé. Đấy, chỉ có bản hybrid nó mới có cái logo ánh xanh này, công nghệ động cơ xanh. Phần đuôi phía sau thì các bác thấy nổi bật đó là chính là đuôi gió tích hợp đèn phay trên cao. Và cụm đèn hậu dù ở thế hệ này nó mới chỉ được trang bị là bóng đèn halogen, nhưng các bác có thể thấy là thiết kế với những cái chi tiết chrome ở bên trong ấy, nó tạo hình cho chúng ta thực sự rất đẹp mắt này. Đấy, rất là đẹp mắt và tinh tế. Đấy, và theo thời gian nhưng mà phải nói là nó không bao giờ bị lỗi thời. Đấy, phía dưới thì các anh chị chúng ta còn có cả cảm biến cảnh báo va chạm nhé. Cảm biến cảnh báo va chạm, ok chưa ạ? Đây. Đấy, đèn các bác nhìn này, đúng là chất lượng đẳng cấp đúng không ạ? Những vật liệu cao cấp nhất mà Toyota đều đã được trang bị ở trên xe này. Đó, và giá nóc để đồ trên cao, gương chiếu hậu có thể cụp xuống khi mà các anh chị chúng ta vào số lùi, la răng đa chấu, bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Với phiên bản hybrid thì ở bên hông này thì các bác thấy là chi tiết chrome ở phần cửa nó cũng sẽ có một cái chữ hybrid đây nhá. Đây các bác nhìn này. Đó, được chưa ạ? Quá ok về chất lượng luôn. Vậy thì tiếp tục chúng ta đi về phần đầu của chiếc xe này nhá. Phần đầu của xe đây. Đấy, thì các bác thấy đấy. Có thể nói là RX450H là một trong những cái dòng xe mà có thiết kế không bao giờ bị lỗi thời. Vâng, không bao giờ bị lỗi thời. Cái thiết kế của nó thực sự là rất bền bỉ theo thời gian. Và anh chị thấy hệ thống đèn pha của chiếc xe này. Đấy, phần đầu xe thì với phiên bản này chúng ta sẽ có các chi tiết chrome dạng nan sọc. Được chưa ạ? Đó, và đây các anh chị nhìn cho em nhé. Hệ thống đèn pha bên trong của nó này thì nó được trang bị tới 3 bóng đèn bi siêu sáng. Có rửa đèn pha và chất lượng của nó thì đây. Đấy, các anh chị thấy là vẫn còn trong suốt như pha lê nhá. Vẫn còn trong suốt như pha lê cả phần đèn gầm bên dưới này. Đó, kể cả chi tiết nhựa các bác nhìn cho em này, nó đẹp như này. Quá ok luôn, đúng không ạ? Đây con này thì nó nguyên zin nguyên bản. Bác nào thích chúng ta thì độ cái mặt ca lăng. Đấy, và cái hệ thống đèn pha lên đời 13, 14 và việc đó vẫn đăng kiểm một cách bình thường nhá. Đấy, anh chị nhìn cho em cái đây, các bác nhìn này.
rất là ok luôn, đúng không ạ? Rửa đèn pha có nhá, xi nhan tích hợp trên gương, thực sự là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thực sự là rất là tuyệt vời. Vậy thì các anh chị có thể ngắm chọn giúp em một vòng ngoại thất của chiếc Lexus RX 450H này đi. Đấy, và một trong những cái mẫu xe đi đầu tiên tiến nhất về mặt công nghệ ở thời điểm nó ra mắt. Và các bác thấy là bây giờ thì cái công nghệ động cơ xăng điện này nó mới phổ biến. Thì chiếc xe này của em là sản xuất năm 2009, có nghĩa là nó đã đi trước thời đại hơn chục năm nay rồi. Và hơn chục năm mà các bác thấy là chiếc xe này nó đã được trang bị những cái công nghệ mà chỉ có ở thời điểm bây giờ nó mới phổ biến thôi. Đó, đẳng cấp đó là như vậy, đúng không ạ? Và một chiếc xe thực sự là mang trong mình một cái công nghệ tiên phong ở thời điểm đó, và kể cả bây giờ cũng thế. Vậy thì đây, em quay tiếp cho các bác cái nội thất ở bên phía phụ nhá, để các anh chị chúng ta có thể nhìn ngắm giúp em này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, kể cả ghế phụ thì các bác thấy là nó cũng được chỉnh điện luôn nhá. Đấy, và như em nói là bao zin các bác từng cái tem từng cái mác luôn này. Đấy, từng đốc đây. Quá xịn sò đẳng cấp, đúng không ạ? Bản lề đây. Tạp lô tạp pì rất là sạch đẹp nhá. Đấy, mà tiếp theo là chúng ta nhìn cái cửa sau này. Đấy, các bác thấy rất là ok và chất lượng. Đấy, tem mác đầy đủ hết này, mã số mã vạch. Vâng, vậy thì như này thì các anh chị đã cảm thấy ok chưa? Bây giờ thì em sẽ mở cái lắp cabo nhá, và chúng ta đánh giá cái khoang động cơ của xe này xem tình trạng của nó ra sao, ok không ạ? Vâng, đây là khối động cơ của chiếc Lexus RX 450H. Thì các bác thấy là ở phần trên này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái khối động cơ truyền thống V6 3.5. Đấy, nhưng mà đây kể cả lúc đang nổ máy thì chúng ta dừng đỗ như thế này thì các anh chị thấy là nó sẽ sử dụng động cơ điện, và các bác chúng ta sẽ không cảm nhận được chiếc xe nó đang hoạt động đâu. Đấy, và cái lắp máy thì bác giờ thấy là với phiên bản này nó sẽ có chữ Hybrid nhá, Lexus Hybrid Drive, được chưa ạ? Máy của xe này thì cam kết với các bác là vẫn còn nguyên zin nguyên bản nhá, riêng phần động cơ xăng, được chưa ạ? Cam kết với các anh chị đang nguyên zin nguyên bản. Các anh chị có thể check test vì cái khoang máy các bác có thể thấy rất là kín. Đấy, dòng động cơ V6 3.5 của Lexus thì có thể nói là rất là nổi tiếng rồi. Các anh chị nhìn cho em này, tất cả từng tem mác trên lắp cabo này. Đấy, các bác thấy vẫn còn nguyên zin nguyên bản, nó quá đẹp luôn. Nói chung là con này thì không bàn về chất nhá, máy số cam kết các anh chị zin, anh chị chúng ta có thể là đem đi check test thoải mái này. Đấy, trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Đấy, như này các bác cảm thấy ok chưa? Đấy, bác nào cảm thấy lăn tăn thì các anh chị vẫn có thể là xuống showroom bên em kiểm tra đánh giá lại tình trạng xe một lần nữa nhá. Đấy, trước khi mà chúng ta giao dịch. Đấy, đăng kiểm cũng còn khá là dài đến tháng 4 năm 2024. Vâng, vậy thì với những quý anh chị chúng ta am hiểu và yêu mến với dòng Lexus RX 450H xăng lai điện và công nghệ hybrid này, thì xin mời các bác chúng ta nhấc máy alo cho em Việt theo hotline 0968 22 89. Và mức giá em đang chào bán dành cho em nó ngày hôm nay là chỉ có 950 triệu đồng thôi, có nghĩa là bằng 1/5 lúc mới, đúng không ạ? Và tiết kiệm rất là nhiều tiền rồi. Vậy thì quý chị nào đây yêu mình quan tâm thì các bác xuống xem xe trực tiếp nhé, để bên em có thể hỗ trợ tư vấn cho chị ta cụ thể được các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các chị đã dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các anh chị trong lần báo giá tiếp theo của kênh YouTube Việt Xe Chất.